Còn xin hỏi anh chàng chân dài này thì anh chàng thấy MC đang cầm cái gì đấy ạ? Không, ngoài cái mic ra. Cầm vẽ số, chúc mừng bạn đã không nhìn thấy. Và bây giờ các bạn sẽ đứng quay mặt vào nhau ạ. Đứng quay mặt vào nhau rồi. À, có vẻ là được thế này thì sẽ bị lấp. Hai bạn này sẽ đứng ra đây. Tớ sẽ đắp vào. Và bây giờ thì tớ có thể đổi. Các vận động viên các bạn cũng không biết đúng không? Xin mời bạn sẽ ra đây. À, rồi. À, hai bạn cứ lùi lại một chút. Lùi lại một chút. Có vẻ là đôi này bị dịp nhau quá nhỉ. Đi đâu cứ phải kéo nhau đi. Hai bạn lùi lại một chút. Và bây giờ là chúng ta sẽ có trò chơi ngày hôm nay. Khi ăn có rồi thì bây giờ sẽ có đồ tráng miệng. Sau này hỏng rồi ăn xong phải tráng miệng chứ. Và bạn bạn chân dài cho tôi hỏi là bạn muốn cái đồ trong miệng dài hay ngắn? Bạn nữ thì đang muốn ngắn, thế còn bạn trai ạ? À? Bạn trai bạn sẽ cầm cái này ạ? À? Bạn biết cái gì đây không ạ? À? Cái gì ạ? À? Cái gì đấy ạ? À, trời ơi. Xin mời bạn, thế bạn thì không cao lắm nên bạn thích quả dài hay quả ngắn? Vừa vừa, chắc là vừa với bạn. Còn bạn cao trung bình thì bạn thích quả dài, quả ngắn hay quả cong? Tao với cam hả? Nhưng mà nhiệm vụ của bạn là bạn phải cầm quả chuối. Bạn đoán xem tay hay tay? Chuyên môn. Và bây giờ xin mời bạn, bạn sẽ cầm quả này, xem bạn có ưng hay không. À, chắc chắn quả trúng tiêu. Còn là bạn bây giờ cầm một số quả, quả thì thẳng, một quả thì cong. Bạn thích quả nào ạ? Em thích quả chuối. Đây là quả chuối. Và bây giờ thì xin mời hỗ trợ của ban tổ chức ạ. Sẽ đưa cho các bạn nữ mỗi bạn một hộp sữa chua và một cái thìa. Quả chuối để làm gì ạ? Cứ để cho cầm xong. Một bạn đang hỏi là quả chuối để làm gì thì bạn cho rồi. Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Em tên là Toàn ạ. Thế bạn Toàn muốn làm quả chuối này làm gì? Chuối để ăn ạ. À, chuối để ăn. Đương nhiên thì nó là gọi là đồ tráng miệng thì sẽ ăn rồi. À, các bạn ạ, con bốc bội nhé. Nếu bạn là bốc trước thua, bạn nào mà sai luật thua. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nữ sẽ là người xúc sữa chua cho bạn nam ăn, còn nam thì sẽ bóc chuối ra đưa cho nữ ăn. Đi trước em. Ăn bạn nữ xúc cho bạn thì đồng thời bạn đưa cho nữ ăn luôn. Và bên nào ăn nhanh nhất hết trước đội đó thắng. Các bạn nghe rõ chưa? Còn là chưa, các bạn chưa được thực hiện đâu ạ. Khi nào ban tổ chức sẽ đếm ngược 3, 2, 1 thì lúc đó các bạn sẽ bóc chuối và bóc sữa chua. Và các bạn xúc thế nào mà để không ạ, chưa được sử dụng. Và bây giờ xin mời, đâu là những chiếc máy quay phim, đâu là những chiếc máy ảnh và chiếc máy truyền hình trực tiếp của VTC. Bốn công ty chúng ta sẽ cùng hướng mắt lìa sân khấu chính để đến với trò chơi đầu tiên ngày hôm nay, đó là trò chơi ăn rồi thì tráng miệng. Và bây giờ xin ban nhạc chúng ta sẽ cho nhạc sôi động lên một chút và ban tổ chức sẽ đếm ngược kim đồng hồ từ 3 đến 1. Khi nào về số 1 chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Và xin mời các hỗ trợ viên chúng ta để ý bên nào sai luật chúng ta sẽ bắt
các phụ cụ luôn. Một là bóp trước, hai là tụt khăn bịt mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ạ. Đến lượt kim đồng ạ. 3, 2, 1 bắt đầu. 1 tràng vào đây là đón của Huy thì của vui ạ. Những chiếc máy bay bim cận cảnh đâu ạ? Cận cảnh đâu ạ? Một đôi chân dài xúc đang rất là nhanh nhưng mà chú ấy đang rất là chậm. Hai bạn đã về đích cuối cùng.